Today we are going to study about the prejudgmental obstacle. Ngày hôm nay kính thưa chư vị, chúng ta sẽ học cái đề tài là trở ngại về cái định kiến tiền kiến có sẵn ở trong đầu chúng ta. Bài học ngày hôm nay sẽ giải quyết ba vấn đề. Thứ nhất là như thế nào gọi là tiền kiến. Cái này không phải biên kiến à. Biên kiến là không đúng. Biên kiến là có đúng có sai. It's not about right or wrong. It's about something in your mind, existing in your mind. It's some kind of the prayer conviction, some kind of establishment of the identity. Cái này không phải là cái biên kiến đúng hay sai, mà nó là những cái nó hiện hữu ở trong cái đầu chúng ta, làm cho chúng ta có một cái nhận biết, khái niệm và phiên dịch những sự kiện từ bên ngoài đưa vào thông qua mắt tai mũi. We interpret every day the phenomenal, external things through our six sense organ, and we give that the meanings. And prejudgmental is something in our mind existing already, which has manifestation and control our behavior, and we become conservative and obsession to some idea, some method. Cái mà tiền kiến, định kiến ở trong đầu đã có sẵn rồi, nó thể hiện ra cái tư cách của mình. Rồi rất là bảo thủ, tại vì nó đã có định kiến rồi, cho nên nó không chấp nhận những cái gì khác lạ hơn cái của nó đã có sẵn. Và nó rất là ưa thích, dính mắc luôn, rất là passion, obsession, dính mắc luôn vào trong cái đề mục, cái đối tượng đó. Nó không thay đổi được. Thế thì thứ nhất là nó thể hiện nó như thế nào? How is manifested in the real life? Khi nói tới cái tiền kiến là nó thể hiện ra là con người đó bề ngoài có thể rất là hiền, có thể rất là lắng nghe, nhưng mà trong tâm của người ta không chịu thay đổi, không có chấp nhận những cái điều từ bên ngoài đưa vào. Người ta nói cái đó không phải cái của tôi. So the manifestation of the prejudgmental is on behavior, explicit or implicit. Nó thể hiện ra bên ngoài hoặc nó nằm bên trong. Thể hiện ra bên ngoài thì có tính cách chống đối. I don't want to listen to you. I don't want to hear that. Học trò nói với thầy giáo ở trong lớp chuyện nó bình thường, sư thấy hoài. Con muốn nghe thầy dạy, con muốn nghe cô dạy. Cô nói cái đó, con không đồng ý. Cãi nhau giữa học trò với thầy, với cô giáo là chuyện đó có bình thường. Tại sao vậy? Tại vì nó bị prejudgmental. Nó có một cái ở trên đầu nó rồi. Đấy, cho nên cái lạ nó không đồng ý. Và nó rất là bảo thủ. Đức Phật nói nó rất là bảo thủ và nó rất là dính mắc, obsession, nó sâu đậm trong đó, nó không những tầm tứ mà nó dính trong đó luôn. Đó là một dạng của tham ái đó quý vị, dạng của tham ái. Now we continue to know prejudgmental, nó từ đâu nó sinh ra, ở trong cái bản chất của nó, những cái tiền ý kiến có trước đó, định kiến có trước. Thứ nhất là conviction. The first one generate the prejudice is a conviction. You form the opinion about something. It has been mentally programmed in your mind. So you cannot change it. It becomes yourself.
conviction is yourself, I, me. That's what I am. Cái niềm tin cứng nhắc về sự kiện hay về con người không thay đổi được, tại vì người ta tin nó là như vậy rồi. Tôi là như thế, tôi suy nghĩ như thế, tôi là như thế, tôi nghĩ gì chấp nhận thay đổi tại vì tôi đang đúng, đúng trong cương vị của tôi. I recall the Sima's the Buddha teaching about five blind men touching the elephant and describing the elephant in a different way. Sư nhớ lại cái lời dạy của Đức Phật trong cái thí dụ năm người mù đi xem voi, và mỗi người rờ con voi một cái phần thì mô tả con voi khác nhau. Đúng vậy, conviction. What you see, what you hear, what you smell is mentally programmed in your mind. And then when you see the similar thing or something else, you describe it in your ways because you have a mentally programmed. It's called conviction. Bởi vì chúng ta thông qua mắt, tai, mũi, nghe, ngửi, nếm, cho nên chúng ta đã có kinh nghiệm về một cái sự kiện, một cái việc hay cái vật gì đó. Và bây giờ khi thấy nó giống giống như vậy hoặc là nó là như vậy thì chúng ta lập tức không thay đổi được. Nhiều lần sư đã thí dụ với quý vị, thí dụ như cái chuông, quý vị thấy ở trên bàn thờ đó, chuông to gõ nó kêu bong bong, quý vị nghe thường ngày cái gì, chuông thật to đó. Rồi bây giờ đó, sư kêu cái người thợ làm một cái như vậy bằng gỗ mà sơn lên giống như chuông, quý vị mới nhìn là lập tức quý vị nghĩ cái đó là cái chuông, mặc dù là làm bằng gỗ, chế tác rất là tốt nhưng mà nó bằng gỗ thì nó có kêu bong không? Không, nó kêu cốc 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 chứ sao kêu bong. If I ask a carpenter or the artist to produce the wooden gong, wooden bell, and you still believe it's a copper, it's a metal, and then you keep thinking it sounds bong bong until you face reality. It could talk, talk, it's not bong bong, because the wooden, made of wooden, it must produce the different sound. But by the look, by the feel, you immediately have the conviction that is the bell, and the bell must have the sound, and the sound must be bom, bom, bom. Even though I change the nature or the attribute of the bell, mặc dầu là bên ngoài nó giống như cái chuông nhưng mà làm bằng gỗ, rồi sơn màu giống như cái chuông, mà sư có nói với quý vị đây là cái bằng gỗ không phải là cái chuông, quý vị có biết không, từ nhỏ tới lớn sư ơi con biết cái này là cái chuông, quý vị sẽ cãi tới cùng cho tới khi nào sư cầm cái cây dùi sư gõ vào nghe cái cốc cái, quý vị nói à thì ra nó không phải. Nhưng mà trước khi gõ vào thì quý vị vẫn nói đó là cái chuông. Chưa hết, vẫn có những người sau khi nghe gõ rồi không, nhưng mà con vẫn tin nó là cái chuông tại vì hình dáng nó là cái chuông. Somebody will still say at the end it's the bell, it's not something else, because I know from my birth inception, I know it's the bell. I have seen it, I have touched it, I hear the sound, so it's the bell. The bell by definition is describing or interpreted through the eyes, the ears, nose. Cho nên cái danh từ cái chuông tự nó không có cái tính chuông, mà thông qua các cái cảm xúc nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, cho nên nó tạo nên một cái tìm kiếm cái biết trước và không thay đổi được. Cho nên những người mà đạo Thiên Chúa đó mà chuyển sang đạo Phật đó, rất là khó. Tại vì người ta tin có thượng đế. Bây giờ Đức Phật nói không có thượng đế, cho nên người ta không chấp nhận được.
Many Catholic people or Christian people disbelieve in the Buddha teaching simply because they have the conviction that there is God. And God manipulates the whole universe. God gives the blessing to the men and women. And in the sutra, they said, man was made by God. And because the man complained loneliness, so God made the women for the man. So women tend to be subdued to the man in the ideology and turn out in reality become slave. Trong kinh thánh đó, thế nói thượng đế tạo ra vũ trụ. Đầu tiên thượng đế tạo ra con người, rồi cái ông ở một mình cô đơn, ông khiếu nại với thượng đế, cho nên nó thượng đế mới lấy cái xương sườn người đàn ông nắm ra, nó xương sườn số 6, ông biết số mấy, nó số 6 trong kinh thánh, nắm ra người đàn bà. Và vì cái người đàn bà từ người đàn ông mà ra, cho nên người đàn bà phải phục tùng người đàn ông. À, trong kinh thánh nói như vậy. Và vì phục tùng người đàn ông, cho nên trên thực tế xã hội trở thành nô lệ người đàn ông. More or less women likely to be oisin in the family. I can see that in many cultures, even in the US, ngay cả như ở Mỹ, ở Âu Châu, ở Úc, ở Việt Nam, sự thấy giống nhau. Người phụ nữ đều vui vẻ chấp nhận làm oisin. Rất là hạnh phúc được làm oisin. Rửa chén, rửa bát, rồi tắm rửa cho con, rồi dọn nhà, dọn cửa, rất là vui vẻ. Nhưng mà thực sự làm oisin tức là làm nô lệ. Thế thì cái tư tưởng nó làm cho người ta không bao giờ chấp nhận Đức Phật dạy. Đức Phật nói vì nghiệp chúng sanh nó sanh, chứ không có ông thượng đế nào. The Buddha teaching is very different. The Buddha teaching precisely, he said, karma dictate who you are, where you are born, how you live. Nghiệp, Đức Phật dạy rất rõ, dẫn chúng sinh vào sanh tử luân hồi. Nghiệp làm cho quý vị trở thành ra một cái sản phẩm mà hiện tại quý vị đang có. Cái gì quý vị đang là đều do cái nghiệp nó hướng dẫn quý vị. Nên Thiên Chúa giáo họ không chịu, cho nên rất khó để mà người Thiên Chúa giáo cải đạo. However, it's easy for the Buddhist member to change their belief and to be converted into the Catholic. Nhưng rất dễ cho người Phật tử từ bỏ đạo Phật đi sang đạo Thiên Chúa. Và cái tỷ số đó trên thế giới đã chứng minh rất rõ, chẳng có chối cãi gì hết. Ở Mỹ khoảng chừng 18% một năm thanh niên, thanh nữ Phật tử bỏ đạo đi thọ cái gì lễ rửa tội ở bên Thiên Chúa giáo. Người Việt Phật tử. Thế thì người ta không đi sang mình mà mình đi sang người ta thì từ từ lâu ngày mình mất. Nhưng mà cái đó không quan trọng. Bây giờ chúng ta đang nói về cái bảo thủ này này, con biết sao mặt. Khi ở trong đầu nó đã có nghĩ như vậy rồi, rất khó để thay đổi. The third one is faith. When you believe in something, you cannot change it. Even within the Buddhism, when you believe there is a karma, and karma is a fixed, karma is not changeable, that's what you believe. Because the Buddha said, karma dictates the way you are, where you are born, how you are born. Đức Phật dạy, nghiệp dẫn chúng sinh vào sanh tử luân hồi, rồi chính cái nghiệp đó làm cho chúng ta sống như thế nào, hành xử như thế nào. Và khi chúng ta nghe như vậy, thì lập tức chúng ta có một cái niềm tin và cứng nhắc là nghiệp không thay đổi được. Tại vì nghiệp nó sinh ra làm đàn ông, đàn bà, làm giàu, làm nghèo, hoặc là thông minh hay là chậm hiểu biết, đều do cái nghiệp. In that way, we actually formulate the idea and establish the God identity in the karma, in substitution for the karma. Và nói như vậy thì chẳng khác nào quý vị đã vô tình biến cái nghiệp đó trở thành thượng đế. Tại vì thượng đế sinh ra con người, thì bây giờ nói theo ngôn ngữ Phật học là nghiệp sinh ra con người rồi chỉ định phải sống như thế này, làm như thế này, rồi lúc nào chết thì chẳng khác là thượng đế. The Buddha rejected connotation
Đức Phật từ chối cái quan điểm đó. Đức Phật nói nghiệp có thể đổi được. Karma can be changed. It's not fixed. It's up to you to change. Đức Phật nói đồng ý có nghiệp để sinh ra là người hạ tiền hay là người giàu có, người thông minh hay là người dốt, và người nam hay người nữ. Nhưng mà nghiệp có thể thay đổi được, chứ không phải là nghiệp thì dính cứng. Nếu nó nghiệp dính cứng không thay đổi được, chúng ta đã phong chức cho nghiệp là thực tế. Protective, because it's prejudgmental, protect us. We feel safe to believe, to think, to behave in that way. Bởi vì chúng ta cảm thấy được bảo vệ khi chúng ta có cái niềm tin vào một cái gì đó. Chúng ta cảm thấy không an toàn, không biết sống nay chết mai. Bây giờ có cái niềm tin nơi Phật, ráng con niềm Phật, nhớ Phật, để rồi lúc chết đó, Phật ơi Phật nhớ nha, còn Phật rước con vãng sanh. We form the protective mechanism in our mind, cognitive idea in our mind. Believing that, we try to be a good behavior, good listener, good practitioner, good believer in the Buddha and his teaching. And according to the sutra, Buddha promised, if you behave good, I pick you up to the heaven, to the Nibbana. Và nếu như theo như kinh sách đó, là Phật có hứa, nhất là trong kinh A Di Đà, hãy cố gắng niệm Phật, niệm không ngừng nghỉ, thì khi chết đó, Phật sẽ dẫn cho vãng sanh. Vì Phật hứa như vậy cho nên con ráng con làm thiện, con ráng con làm cho người tốt, tức là vì cái sự bảo vệ. Và chính vì vậy cho nên cái tìm kiếm này nó trở thành ra bảo vệ các sự xâm lăng, các sự thay đổi của các môi trường, các ý kiến khác. Vì chúng ta không được an toàn, nay chúng ta có sự an toàn, có sự bảo vệ, cho nên chúng ta từ chối tất cả những cái sự thay đổi khác. Đó là lung lay cái nền tảng của sự an toàn. When you are moving out the comfort zone, you don't want to change your mind, you change your attitude, because you feel insecure. Thực sự ra, theo tâm lý, nếu chúng ta đưa bước ra khỏi cái vùng gọi là vùng an toàn về tâm, về thân, thì lập tức chúng ta cần có một cái gì đó bảo vệ. Thí dụ như nói bây giờ chết, con biết con chết là con sẽ hai tay trắng, con không có đi đâu được, mang cái gì được, rất sợ hãi. Cho nên bây giờ chỉ có Phật là cái phao, con bám vào đó. Phật ơi, Phật nhớ nha, Phật hứa với con rồi đó, con ráng con tu á, con cạo đầu, con ăn chay á, rồi con nhập thất đó là 30 ngày, rồi con đi học ở bên miếng, con lấy bằng cử nhân Phật học. Phật nhớ nha, con Phật hứa với con rồi đó, con chết là Phật phải đem con về Niết Bàn. Tại vì không được an ninh, không được an toàn, mình bị rời ra khỏi cái phạm trù đó, cho nên mình cảm thấy rất là mất an toàn. Và vì vậy cho nên mình cần cái sự bảo vệ của Đức Phật. We need a protective, and by needing protective, by developing the protective mechanism, we actually formulate the prejudgmental. Khi mà chúng ta cố gắng làm ra cái gì, tin vào cái gì, dựa vào cái gì để bảo vệ cho sự an toàn của chúng ta, thì chúng ta đã thành lập ngay trong não, trong cái tâm chúng ta một cái gọi là tìm kiếm. Tìm kiếm thôi chứ chưa phải là định kiến, tại vì nó sẽ thay đổi. There's nothing remain under the same under the sun. The Buddha teaching is very clear. Everything changing, dynamically changing every moment. Good, bad, bad, good, hot, cold, every moment. Đức Phật đã dạy các pháp đều do duyên sanh duyên diệt, nó không bao giờ đứng một chỗ. Cho nên không bao giờ có cái chuyện nó là như vậy. Ngay cả trong cái tư tưởng chúng ta, lúc vui lúc buồn, có ai vui mãi đâu, có ai buồn mãi đâu. Buồn mãi thì cũng đi nhà thương điên, vui mãi cũng đi nhà thương điên. Ai mà vui không 4 tiếng đồng hồ cười hoài, chắc chắn người nhà chở đi nhà thương điên. Nó cười hoài, nó vui nó cười hoài, chở đi nhà thương điên. Cho nên nó đều thay đổi. Cho nên cái tìm kiếm đó, tức là cái ý kiến có sẵn rồi, nó cũng sẽ thay đổi. Tại vì người ta nói định kiến thì lại khác.
Phát Đà Đàm đó, tức là cái định kiến, mà định kiến đó là không thay đổi, còn tiền kiến đó là thay đổi được. Chúng ta không nói tới đúng hay sai nha. We are not talking about the right or wrong dimension of the prejudice or prejudgmental. Whatever you do, it still creates an obstacle to your practice. It doesn't matter what kind of, whether it's good or bad, come and go, still create an obstacle. Bất kể nó là tốt hay xấu, nó vẫn ảnh hưởng tới, cản trở tới cái bước tiến của người hành trì. Việc đó Phật đã nói rất rõ. Now, we come to the second point. Bây giờ chúng ta bước sang cái điểm thứ nhì. Thế thì cái prejudgmental này nó được thành lập như thế nào? Chúng ta biết bản chất thể hiện ra rồi, cái gì nó xảy ra trong tâm tư chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta thử hỏi xem bản chất của nó thực hiện như thế nào, bằng cách nào mà nó xảy ra cái chuyện. First one, security. When you're moving from the security or non-security zone, immediately you behave by prejudgmental formulation. Khi các bạn rời ra khỏi vị trí an toàn bình thường thì lập tức cái tiềm kiến nó phát sinh, nó thể hiện ra liền. Nó đã ngủ ngầm nhưng mà nó lập tức nó thể hiện ra liền. What do we mean by security? Security is something we are comfortable with the living condition, the pattern of behavior, the culture, the language, everything. And we are moving out of the security zone, immediately we start this prejudgmental attribute. Khi chúng ta từ cái phạm trù an toàn đây theo điều kiện sinh sống, phong tục, tập quán, ngôn ngữ, thì chúng ta thấy nó ngủ ngầm. Nhưng mà khi mà chúng ta rời ra khỏi cái phạm trù an toàn, an ninh này, lập tức chúng ta phát hiện ra cái tìm kiếm này nó nảy sinh ra liền. Phong tục, tập quán, ngôn ngữ, nơi sinh sống, bạn bè, gia đình. For instance, you have a group of monks, and now suddenly you are thrown in the group of the robbery, and you feel insecure because they behave strangely, so different from what you are expecting. Ví dụ như bây giờ đó, sư đang ở trong cái phạm vi chúng sống chung với các vị sư, đi đứng đường nghiêm trang. Bây giờ tự nhiên nó rớt vào trong cái đám ăn trộm cắp, nó nói năng chửi thề, nó đâm chém. Tự nhiên mình mất an toàn. Cái này nó không giống tôi. Sợ hãi, mất an toàn. Đó là cái gương ở trong thiền học ở bên Trung Quốc, có cái gương của tổ thứ 6 là ngày Huệ Năng. Ở trong cái đám ăn trộm ăn cướp 16 năm là lý do nó không an toàn. Không an toàn thì lập tức nó phát cái này nó phát sinh liền, thành lập liền. The second point is a habit. You develop the habit, you eat the sugar. You like coffee with sugar. Suddenly somebody give you the coffee without sugar. It's not your habit. You form the prejudgmental on that person immediately. I hate you, I don't like you. You give me the coffee without sugar. Ví dụ như hàng ngày quý vị uống cà phê với đường, quý vị rất thích. Đột nhiên cái người bạn mình á, nó biết mình á, biết rất rõ là mình ưa thích cà phê đường. Bây giờ nó chơi khăm, bữa nay nó cho cà phê, nó không cho đường. Nó là bộ, nó quên, nó đưa cà phê lên. Nó thật là đặc đắng mà nó không có đường. Thế tự nhiên á, mình không bực mình với cà phê, mà bực mình với người bạn mình. Nhà ngươi, thế. When you drink the coffee without sugar, you dislike the man or the women who give you the coffee, not coffee itself. The coffee is a cause, but you don't know because you are ignorant. You just hate the man or the women. You say, boy, you give me the coffee without sugar, you're no good friend. But the actual attribute causing upset, anger in your mind, it's actually sugar, not the person.
khi mà quý vị uống cà phê mà không có đường ấy, thường thường mình trách cái người cho mình cái ly cà phê đó. Mình không trách ly cà phê tại vì ly cà phê nó làm cho mình bực mình chứ đâu có phải người bạn. Nhưng mình lại trách cái người bạn, nhà người biết ta uống cà phê đường mà lại chơi khăm. Thực sự ra là cái làm cho mình bực mình chính là cà phê. Mà sâu xa hơn nữa chính là cái prejudgmental này. Cái tiền kiếm là mình đã quen uống cà phê có đường, mình thỏa thích, thỏa thích trong cái hương vị đó. We like, we deeply engage in the liking attitude towards a particular thing, particular pattern called craving, attachment. We create the bonds. Habit is actually the process of creating the bond, a person with the thing, the environment, circumstances. Cái thói quen đó, thực sự ra nó là một tiến trình xây dựng để biến mình và thành làm quen với cái vật đó, người đó hay là tình huống đó. Và cái thói của mình đó, quen là như vậy, là như vậy rồi. Khi tôi thức dậy là tôi phải uống ly cà phê, mà người ta không cho tôi ly cà phê, tôi cảm thấy bực mình, thất vọng. When I got a habit to drink a cup of coffee when I just wake up, and my personal attendant failed to give me a cup of coffee, I hate him. Khi cái người thị giả của sư, nó biết sư có thói quen uống cà phê, sáng ra thức dậy nó pha ly cà phê nó để, bữa nọ nó làm bộ nó quên, nó sư bực mình đó. Mày hết tao buổi mày, tao không muốn mày thị giả nữa. Cà phê dính gì tới cái ông đó? What's wrong with you when you have the habit and because you attach to the coffee and you just dislike the man? It's wrong because you have the prejudgmental formulation, so you become ignorant. Khi chúng ta hành xử theo thói quen, có cái tiền kiếm, thì lập tức là chúng ta trở thành vô minh. Tại vì chính cái đó nó che khuất cái sự suy nghĩ của chúng ta. The third one is very important is a mental program in a cognitive system. The cognitive system in the brain is just a little, but the whole body is just the brain. And the brain control is only little, like the finger at the back here. It stores all the information on the daily life from we are born until we die. It stores information at the back here. Very small. And when the vibration through the eye, the ears, nose come to the brain, and it activates the center of information or center of data in your brain, immediately it gives the meaning and reaction accordingly. Các cái thông tin mà từ nhỏ tới lớn chúng ta đã quen qua mắt, tai, mũi, lưỡi, nó tập cho chúng ta vào tiến trình, nó là program, tức là nó cái gì, lập trình, nó lập trình bằng não ở trong cái não chúng ta, để cho chúng ta đặt tên về cái vật đó, rồi dính mắc cảm giác về cái vật đó hay cái sự kiện đó, rồi phản ứng theo đó, nó theo liền. Thí dụ như hồi nãy người ta cho uống cà phê mà không đường, thì lập tức sư đã được mentally, I was mentally programmed in the cognitive system to like sugar coffee with milk, and somebody give me a black coffee without sugar, I just hate the man. Khi sư đã được lập trình ở trên não là nó quen rồi, uống cà phê có sữa có đường, tự nhiên cái bữa đó thì giả nó chơi ấy, cho ly cà phê không sữa không đường, cà phê nóng ép, lập tức mình ghét cái thằng thị giả. Mình quên rằng cái mà làm cho mình bực bội chính là cà phê, mà sâu thẳm hơn nữa chính là cái tiềm tàng ở trong não của mình này nè, nó đã ghi nhận là nó thích, là một cái trạng thái của thương và ghét, nó thích cà phê sữa được. Bây giờ đi ngược lại cái này cho đi, nó đặt tên là ghét, và thay vì đặt tên ghét đó vào trong cà phê thì nó là ngu muội đặt tên cái ghét đó vào trong cái đối tượng là cái người đó.
So in conclusion of the second point, only vibration, security mean feeling, habit mean pattern, mental program, cognitive system mean consciousness. So if I aggregate, you see feeling, perception, action, repeated action, here consciousness. I usually don't translate this kind of consciousness. I say cognitive perception. Because relying on cognitive perception in our mind, we can recognize it's a chair, it's a table, it's the board, it's me, it's you. Men, women, dog, cat, it's all the cognitive system. We have mentally programmed to think and to behave in that way. Monks are mentally programmed to behave that, okay, you don't eat after 12 o'clock. If you eat after 12 o'clock, you go to hell. You are mentally programmed to believe, to have faith, and to believe it, and to have a conviction that you must eat before 12. After 12, no more food. If you do it, you go to hell. So the formulation of the prejudgmental create an obstacle in your mind, and your mind will dictate your behavior. That's the second point. Whole thing here is just about five aggregate. You see, it's about five aggregate. Tất cả cái này chỉ là nó quẩn thôi. Thọ nè, tưởng nè, hành nè, rồi thức nè, tất cả quay lại cũng chỉ là năm quẩn. Ở trong cái tiền kiếp là năm quẩn nó đều nằm trong đó rồi. Và trong tất cả những cái mình va xúc chạm ngửi nếm hàng ngày, cho nên đó là lý do tại sao sư nhắc nhở quý vị nhiều lần, ngày nào cũng nhắc, là chúng ta tồn tại chỉ nhờ có ăn và ngủ. Và cũng chính vì ăn và ngủ mà chúng ta tái sinh. Nếu chúng ta làm chủ được cái ăn cái ngủ thì chúng ta làm chủ được cái thọ, tức là có ăn cũng được, không ăn cũng được, ăn ngon cũng được, ăn dở cũng được, không khởi lên phiền não, tức là không có dukkha. No more dukkha, no more satisfactory unsatisfactory feeling. No more perception. Đáp y này cũng được, đáp y màu vàng cũng được, đáp y bất tâm cũng được. Cái gì mình đã tích lũy trở thành nghiệp à, và cái thức nó ghi nhận từng cái thông tin. Everything through our eyes, our ear, our nose, when we interact with the external environment, we will translate it into the data, just a vibration. Feeling, perception, consciousness is just vibration. Because we are energy, particle, so we are moving up and down. Bởi vì chúng ta là năng lượng, là một cái nguyên tử. Trong cái cơ thể chúng ta nó chỉ là các nguyên tử mà thôi. Cho nên nó rung động. Ánh sáng cũng rung động, âm thanh cũng rung động. Ánh sáng là chùm ánh sáng, nó rung. The way of light, the beam of light, the way of sound, một chùm ánh sáng, một chùm ấy đều là rung động. Và các sự rung động này tác động trên mắt, trên tai, trên mũi, nó dây chuyền đưa vào trên não, não cũng rung. Và vì cái sự rung động đã được mã hóa, program là mentally program, cho nên nó nhận diện đó là thương, là ghét, là đúng, là sai. Và cái đó tạo nên cái prejudgmental, cái tìm kiếm. Nó có sẵn, nó ngủ ngầm mà chúng ta không biết. Prejudgmental is just something hidden, hidden deep, deep inside your brain, your consciousness. There are three levels, many times I told you already. Three levels. The first one, second one, the first one is the
Chitta. The second one is Manyo. The third one is Vinyana. When the beam of light or the sound go through your six sense, the chitta receive it and react emotionally. Khi mà các cái chùm sóng rung động ở bên ngoài đưa thông qua mắt tai mũi thì lập tức cái này gọi là cái tâm này nó phản ứng liền, nó nhận phản ứng, tại vì nó phân biệt ra màu màu đỏ, màu xanh, màu vàng, ánh sáng, âm thanh rung đó là ngắn dài, cao thấp, là nó phân biệt rồi lập tức nó chuyển vào trong não. Trên đường đi nó chuyển may như tức là thinking, nó tự hỏi cái thứ gì đây rung, nhưng mà cái thứ gì đây, nó có giống cái kia không, nó thinking, nó suy tư. Rồi khi nó đưa vào trong não rồi có cái tiềm thức, nó so sánh với cái cũ đã có, gọi là tìm kiếm, nó có rồi, nó mới nhận diện, nó mới đặt tên, nó nhận diện, rồi nó mới chế tác ra cái phản ứng. Cho nên những cái này nó làm rất nhanh, tụi nó làm một sát na, nó quay một cái vòng, nó mình đau đó, mình không biết luôn á. Nó thuần thục rồi, tại vì nó là cái nghiệp. We create the habit, we develop the habit, therefore we create the karma. And through the chitta, manu and vinyana, we create the consciousness. And we believe that's correct. We have the conviction and faith in the thing, in the movement, in the circumstances, in the action. And give the meaning to it. Bởi vì chúng ta thông qua ba cái này, nó quen tập quen rồi, cho nên chúng ta có cái thức, tức là cái sự nhận biết về những cái này, rồi chúng ta đặt tên, rồi chúng ta suy nghĩ. There's only me, but many people have a different idea about me. In your mind, you have a different image. One another is so different. Có một sư thôi, nhưng mà trong đầu quý vị ở đây, mỗi một vị sẽ có một cái hình ảnh về sư khác nhau, không có giống nhau. Mặc dù cùng là một ông sư cùng nói cái bản này, nhưng mà quý vị cũng sẽ hiểu khác nhau. Tại vì cái này nè, đã được quân tập khác nhau rồi. Prejudgmental, he actually stops the identity, ID, which is me, I. Cái tìm kiếm này á, nó làm cho quý vị ở trong cái thức này dồi dào, và cuối cùng nó xác phát minh ra cái ngã ta, tôi. Và 7 tỷ người trên thế giới này chỉ có một cái ta, là cái ta này, không có cái ta nào giống mình hết, tại vì nó khác nhau trong những hoàn cảnh này. Now we come to the third point. What impact would prejudgmental behavior or thinking have on the learning and practicing? Cái hiệu ứng của cái tìm kiếm này ở trên cái pháp học và pháp hành, sau khi chúng ta biết nó rồi, cái mặt thực của nó, mặt trái của nó, cách nào nó được thành lập, thì chúng ta nếu nó không có dính líu thì tâm đừng, mình đâu cần biết. Nếu mình muốn hiểu là nếu tôi trong trường hợp đó tôi phát hiện ra nó thì nó ảnh hưởng gì trên vấn đề pháp học, pháp hành. Trong pháp học thì nó cứng nhất, nó không có chịu thay đổi. Cho nên khi cái tâm của mình nó cứng, nó không chịu thay đổi, thì mình phát hiện ra liền, I have the prejudgmental obstacle which stop me from learning, because I have the conviction I am inflexible and I lose my capacity to observe the changing of the thing or the phenomenon. Khi chúng ta ở trong cái pháp học mà khi chúng ta đã có cái tìm kiếm thì lập tức chúng ta thấy nó cứng nhắc, ta không chịu thay đổi.
Mà nếu là người muốn thực hành cho tốt đó, if you want to be a good practitioner, when you are deeply engaged in a conviction, you know you are in a conviction. And you know it's no good if you will create obstacle to your learning and your practicing. So you have a choice, either pursuing the change or stop learning. Get stuck with the idea. Khi mà quý vị thực hành ngồi thiền hay là đi đứng, quý vị phát hiện ra là có một cái gì đó nó cứ ngắt, nó không thay đổi được. Mình tin nó là như thế, thì lập tức quý vị nhớ là nó chỉ là những cái sự rung động, nó chỉ là năng vận. Và nếu như mà mình biết được nó là năng vận mà mình vẫn không thay đổi nữa, thì Phật cũng chịu luôn, chứ đừng nói là mình. Mình biết là năm quẩn là giả rồi, thọ tưởng hành thức là dỗn, mà mình cứ dính cái nó. Thì khi mình phát hiện, mình biết là mình cứng nhắc, mình không thay đổi, và mình mất đi cái khả năng quan sát. Tại vì mình đã có cái tìm kiếm rồi, mình quan sát nó kiểu khác. Thí dụ như ông Vật ấy, thở vào con nhận biết các cảm giác từ đầu tới chân, thở ra con nhận biết các cảm giác từ chân đến đầu. Nhưng mà bây giờ nếu không, Phật ơi, con phải Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con mới vãng sanh. Bây giờ con nói kiểu gì cũng nghe, tại vì có cái định kiến rồi. Từ cái tiền kiến nó trở thành cái định kiến. There is a correlation between prejudgmental and prejudice. Immediately you stop this prejudice because you have the conviction, unchangeable conviction. Bởi vì các bạn đã có một cái phạm trù và tin cứng nhắc vào đó rồi, cho nên sẽ không thay đổi được. Và cái đó nó cứng nhắc và làm cho mình nó không thay đổi. Bây giờ con nói ngồi thiền Phật dạy là quan sát từ đầu tới chân, nhưng mà đó, mấy chục năm cứ niệm Phật A Di Đà để vãng sanh, nó không, giờ con cứ tiếp tục niệm, con thấy rất là an lạc. Cho nên đó, cái đó cũng là cản trở trên cái bước đường tu tập của mình. Khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thấy là phải ngồi kiểu này, ngồi kiểu kia, rồi ngồi giờ này, giờ kia. Thí dụ như là ở trong đạo tràng đó, 3 giờ rưỡi ngồi thiền, nay mai sửa sửa lại 4 rưỡi. Không để quý vị dính. Tại vì quý vị còn nghĩ là 3 giờ rưỡi thì 3 giờ mau mau dậy, tức là trở thành ra habit. Everything you do with the repeated action, immediately you formulate a mental program in the cognitive system. It creates the obsession, attachment. Khi các bạn có một cái thói quen làm cái gì đó rồi và không chấp nhận sự thay đổi, thì cái lập tức trong não nó làm nên cái thức và nó không chấp nhận những sự thay đổi. Và nếu không chấp nhận những sự thay đổi thì đó là khổ. Everything changes. And if you don't change, you suffer the consequences. Mọi việc đều thay đổi theo duyên sinh. Nếu bây giờ bạn không thay đổi thì lập tức bạn rớt vào sự khổ mà Đức Thế Tôn gọi là khổ. Biết nó khổ mà cũng không thay đổi được khổ, cho nên khổ đến. Nay mai xin sửa lại, không có 3 rưỡi nữa, 4 giờ hay là 4 rưỡi. Tại sao mình cứ phải theo một cái nội quy cứ nhắc như vậy? Miễn là mình có hành trì thôi, để cho mình được giữ tiếp tục cái đà tiến bộ. Bây giờ mình muốn 3 rưỡi là tại vì mình muốn thâu thúc cái thân. Đừng có ngủ nhiều quá. Ngủ nhiều quá thì ăn và ngủ là kiểm soát. Rồi có thể từ 4 rưỡi xin đổi lại thành 2 rưỡi. Xuống quá. We don't attach any idea. 2 o'clock, wake up. 2:30, go to the main hall for meditation for 1 month. Next month, 5 o'clock, no problem. I don't stick with any inflexible idea. Sư không bao giờ mà chấp nhận một cái gì mà nó dính cứng ngắc. Nó sẽ làm cho chúng ta trở thành thói quen, và thói quen nó chính là nghiệp. Completed action repeated over time is called karma. We know it already. How do we practice if we have the prejudgmental?
impact. We know ego. I am right. The point is right or wrong is not important. The point is establishment of the identity, which is I or me. Khi các bạn nói rằng đó, tôi đúng, thì cái đúng hay sai nó không quan trọng, tại vì nó thay đổi theo thời gian. Nhưng mà cái việc đầu tiên là các bạn đã thành lập một cái tư tưởng ở trong đầu tôi, rồi mấy cái đúng là cái gì. Mà hễ có cái tôi thì lập tức thân kiến dày, rất khó vào ngòi, thì làm sao cũng chứng vào ngày thắng. Bỏ cái tôi đi. I, me, self, all come back from the prejudgmental thinking and behavior. Khi mình đã có phát sinh ra được cái ngã thì lập tức tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, thì cái tôi là có hiện hữu. Và cái tôi có hiện hữu thì thấy khó chịu hoặc là dễ chịu. Nóng quá khó chịu, ngồi thiền thấy có con gì nó bò khó chịu. Cái chuyện nó bò, thấy nó bò không quan trọng. When you feel the sensation in your body is not important. The important is at the end, the Buddha teaching is about the arising and falling, appearing and disappearing, the phenomenon. Cái điều quan trọng mà Đức Phật dạy không phải là thấy có cái gì cảm giác từ đầu tới chân, hay là thở vào thở ra, mà là quan trọng, mà là nhận biết được sự sinh diệt của các pháp. Nó sinh rồi nó diệt, nó sinh rồi nó diệt, theo dõi nó, bám sát các sự sinh diệt đó thì mới chứng được tinh đầu hoàng. Tại vì khi thấy được nó sinh diệt rồi, thẩm thấu được rồi, nó in luôn trong người, biến con người trở thành chỉ có sinh diệt thôi, thì lập tức mình thể nhập được vào cái vô thường, tức là mình bước vào dòng thánh rồi, thân kiến không còn nữa. Cái vô thường thì cái thân này đâu quan trọng nữa. Không nhớ, không thương, 3 ngày không tắm, hôi mặc kẹt, cái mũi không quan tâm, cái mũi thấy mình hôi, biết mình hôi, nhưng mà không phiền não, ok. When you don't feel upset about your body, that means you detach yourself from the feeling. And all the feeling is just a vibration. Tất cả những cái thọ tưởng hành thức đều chỉ là những sự rung động. Mà nếu hiểu được như vậy rồi, mình lại còn dính tới những sự rung động đó, tức là mình đưa thích cảm giác được lại. When you attach yourself to vibration, actually you develop inside yourself the liking attitude, liking the vibration, liking the sensual pleasure. That's what Buddha teaching. Đức Phật dùng cái chữ rất là chính xác, ngài nói cảm giác dục lạc. Sensual pleasure can be established in many ways. Somebody give you a food and say, oh, you are a good man, you are a good man, you feel very good. It's a sensual pleasure. Khi có một người nào cúng dường quý vị một món ăn, rồi nói, sư cô tốt quá, sư tòa đẹp quá, tốt quá, tu tốt quá. Nghe cái ưa thích đấy, cái cảm giác rung động đấy gọi là cảm giác dục lạc. Chút xíu đâu rồi mà rớt. There's only little. Very little, but it's obstruct you from progress. Therefore, when you do meditation, you practice meditation, sitting meditation, walking meditation, sometimes you feel something, and it generates liking and disliking. This all vibration energy. The important point is not about the something to do with them or against them, but something with your mind. You know, you just like it. You know, you just dislike it. Khi có cảm giác gì xảy ra nơi thân hay khó chịu nơi tâm, cái điều quan trọng mà Phật dạy không phải là quan sát cái đó là cái gì, mà là quan sát tâm gì nó sanh, tâm tham, tâm sân nó sanh. Nó khó chịu, nhưng mà biết đó là tâm sân, chứ không phải cái khó chịu.
I take back the another example is about the coffee. The coffee with the sugar, I feel hate the man. But the thing make me angry is the coffee, not the man. So by ignorance, I develop multiple level of ignorance. Cho nên khi người ta đưa một cái ly cà phê không có đường, thay vì ghét cà phê thì không ghét, mà ghét cái người đưa cà phê. Vô duyên không? Và chính làm như vậy, mình là xây dựng thêm cái vô minh của mình trên cái vô minh đã có. Nó càng dày thêm, thì tới chừng nào mới giải thoát. Đức Phật nói vì vô minh cho nên mới tham ái, và vì tham ái cho nên mới vô minh. Thế bây giờ là hai cái đi như chân trái chân mặt, chặt cả hai chân rồi hết vô minh, hết tham ái. Everything is just vibration, ignorant or liking, craving, it's just vibration. You feel good or you feel bad about something, some event, sounds, noise, the wave of beams, and everything develop the prejudgmental faculty or prejudgmental obstacle. Tất cả những cái này đều dẫn tới cái trở ngại tìm kiếm, làm cho chúng ta không có tu tập được. Tốt xấu cũng trở ngại hết. Bởi vậy Đức Phật ấy, khi có người ta càm ràm, mấy đệ tử chạy lại nói mép với Đức Phật, nói tụi nó nói xấu Đức Phật. Đức Phật nói, chớ vì người ta nói xấu tôi, nói xấu Như Lai mà các ngươi buồn phiền. Chớ vì người ta ca tụng Như Lai mà các ngươi hoan hỷ. Sự hoan hỷ và sự buồn phiền đều làm trở ngại trên con đường tu học, quý vị. Every emotional reaction which is chitta here formulate the prejudgmental obstacle and stop you from progress. Tất cả những cái này đều dẫn tới sự thương ghét, và cái điều quan trọng là nó cản trở cái bước tu học của chúng ta. Tại sao? Tại vì lúc nào chúng ta cũng có cái ai, cái ngã, tôi, ta, thì đương nhiên nó dính cả hệ lụy của tôi, của ta, ý kiến của tôi, cách tu của tôi. Nếu có ai chỉ cho mình cái đó là sai mà mình thấy mà hành trì đúng, mình sửa, nó không có cố định, còn định kiến là nó cứng nhắc. Hồi đó lúc mà Phật mới sáng lập tăng đoàn, 4-5 ngàn người Phật tử đi theo nghe pháp, các ngài đệ tử mới nói đông quá vậy, cái gạo đâu nuôi nó, chúng con nó đi khất thực có cái chút xíu mà bây giờ làm sao chia 4-5 ngàn người. Phật nói chớ có lo, các ngươi hãy lo tu đi. Cái chuyện lo cơm áo là chuyện của chư thiên, chuyện cất chùa chỗ ở là chuyện của chư thiên, không phải chuyện của các ngươi lo tu đi. Phật sự các ngươi lo tu, thế là quả thiện. Người ta hùn kéo tới, ta cúng dường đầy đủ hết. Hỏi tại sao vậy? Chư thiên đi sai người ta, chư thiên đâu có làm trực tiếp, chư thiên đi vào trong cái đầu của các đại gia đó, nói này chỗ đó nó thanh tịnh đó, cúng dường đi. Nó chở gạo, chở các thứ ăn tới, nó cúng dường 4-5 ngàn người đầy đủ ăn cũng không thiếu. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải có cái niềm tin nơi Phật,